Mọi người thân mến, yến sào là một thực phẩm rất là giàu dinh dưỡng. Bởi vậy trong cuộc sống của mình, khi mà chúng ta sử dụng thì ngoài câu hỏi rằng là dùng bao lâu thì có tác dụng, thì mọi người cũng nên chú ý đến câu chuyện là dùng như thế nào là đủ cho cơ thể của mình. Hôm nay hãy cùng Only Yến tìm hiểu vấn đề này mọi người nha. Đối với người thể trạng bình thường, trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người trưởng thành khỏe mạnh có thể dùng từ 2 đến 3 gram yến trên một ngày, sẽ giúp duy trì sức khỏe, tinh thần vui vẻ, làm việc và học tập hiệu quả hơn. Đối với người vừa khỏi bệnh, ăn yến sào tầm 3 đến 4 lần là có thể nhanh chóng hồi phục. Lưu lượng thích hợp là khoảng 5 gram trên một ngày, dùng cách ngày và nên dùng tốt nhất là sáng sớm hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Đối với mẹ bầu, 3 tháng đầu không nên dùng yến. Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 7 của thai kỳ nên bổ sung đều đặn 3-5 gram yến trên một ngày để bồi bổ tốt nhất cho cả mẹ và bé. Đến tháng thứ 8 và thứ 9 có thể giữ nguyên hàm lượng yến như trên hoặc giảm bớt liều lượng để tiết kiệm chi phí. Còn đối với người cao tuổi, sức đề kháng suy giảm, hệ miễn dịch yếu đi, đồng thời cơ thể cũng bắt đầu lão hóa đi. Do đó sử dụng khoảng 3 gram yến trên một ngày và dùng cách ngày sẽ giúp giảm chậm quá trình lão hóa, thúc đẩy tái tạo tế bào mới, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đối với trẻ em, từ 0 đến 12 tháng, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, chúng ta không nên cho trẻ ở độ tuổi này dùng yến sào. Từ 12 đến 36 tháng tuổi, 1 đến 2 gram yến trên một ngày và 3 lần trên một tuần không chỉ cho bé nguồn dinh dưỡng quý mà còn giúp tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch, hạn chế tối đa các bệnh vặt và hỗ trợ cho sự phát triển cả về thể chất lẫn trí não cho bé. Ăn yến sào trong bao lâu nó mới có tác dụng thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố liên quan đến độ tuổi, tình trạng sức khỏe và tình trạng bệnh lý của mọi người, đúng không ạ? Và đặc biệt khi mà chọn mua yến để tránh tình trạng tiền mất tật mang, mọi người nhớ là phải lựa chọn những cơ sở thương hiệu uy tín và chất lượng. Hãy theo dõi Only Yến để cập nhật những thông tin bổ ích liên quan đến yến sào cũng như là được mua những sản phẩm yến chất lượng. Yến sào Only Yến, quà tặng thượng hạng cho sức khỏe.